Chào mừng các bạn khán giả đang theo dõi Lịch sử Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử phong kiến Trung Quốc hàng ngàn năm xưa đã từng ghi nhận vô số những cái chết oan uổng của các vị công thần. Những người này bị trừ khử bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, vì oan uổng mà bị giết, vì chính trực, liêm khiết mà bị hại, vì muốn cải cách mà phải hứng chịu sự công kích, hay đơn giản chỉ vì tài cao, trí lớn, năng lực xuất thần nên bị đố kỵ và bị sát hại. Sở Vương Hàn Tín và 34 khai quốc công thần Triều Minh thời Chu Nguyên Chương là những nhân vật xấu số tiêu biểu cho bi kịch thương vong đầy tiếc nuối này. Đặc biệt, người ra tay hạ bệ họ không ai khác lại chính là những vị quân chủ mà họ đã dốc lòng phò tá, cung phụng, đó là Hán Cao Tổ Lưu Bang và Chu Nguyên Chương. Để rồi họ được lưu danh trong sử sách là hai ông hoàng vong ân bội nghĩa, khét tiếng của lịch sử Trung Hoa. Tài năng, kiệt xuất nhưng xấu số đầu tiên là Hàn Tín, một đời tận tụy, chiến thần vẫn bị hoàng đế hạ bệ không thương tiếc. Năm 201 trước công nguyên, Hàn Tín khi ấy đang làm sở vương nhưng bị kẻ trong triều cáo buộc tội mưu phản. Bản thân Lưu Bang cũng hiểu rõ đó là lời vu khống, nhưng vì đã ngứa mắt vị công thần này từ lâu, Hán Cao Tổ liền nhân cơ hội đó hạ bệ chiến thần của mình. Tuy nhiên, Lưu Bang nhận thấy binh tướng trong tay mình không mạnh hơn Hàn Tín nên mới âm thầm bày mưu tính kế trừ khử kẻ bề tôi. Ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng, Tín lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, bán bạn cầu vinh. Lúc đó, Lưu Bang lấy danh nghĩa tuần thú, viện cớ xuống nước Sở ở phía Nam để thăm dò Hàn Tín. Từ lâu đã hiểu rõ tâm lý nghi kỵ của Hoàng thượng, Tín lúc này vô cùng lo lắng. Vì nghe lời của một kẻ mách nước, cũng để thoát khỏi vận hạn lần này, Tín đã chém đầu Trung Ly Muội dâng cho Lưu Bang. Sinh thời, Trung Ly Muội từng là anh em chí cốt với Hàn Tín, nhưng họ lại đứng trên hai đầu chiến tuyến. Muội là danh tướng nước Sở, Tín lại phụng sự cho Hán Vương. Sau khi Hạng Võ bị đánh bại, Hàn Tín đã giấu Trung Ly Muội ở chỗ của mình. Tới lúc bản thân gặp nguy khốn, vị chiến thần này lại không ngần ngại bán bạn cầu vinh, đem đầu của muội để đổi lấy tính mạng cho bản thân. Lưu Bang thừa dịp này khép Tín vào tội danh mưu phản, giáng hai cấp bậc xuống làm Hoài Âm Hầu, tước hết binh quyền, giam lỏng vị công thần này. Kể từ lúc ấy, Tín như cá nằm trên thớt, mà Hán Triều cũng vô tình mất đi một vị chiến thần bất khả chiến bại. Cũng bởi có nhân tài mà không biết trọng dụng, Lưu Bang sau đó suýt chút nữa đã vong mạng trong tay quân giặc chỉ vì phụ bạc công thần. Mùa thu năm 201 trước công nguyên, Hán Triều nhận được tin khẩn từ biên cương. Người Hung Nô từ Thảo Nguyên phương Bắc đã kéo quân sang xâm lược nước Hàn, một nước chư hầu ở sơn tây của Hán Triều. Vị trí Hàn Quốc vào thời nhà Hán khác với thời Chiến Quốc. Lúc bấy giờ, quân địch đã nhanh chóng bao vây Mã Ấp, thủ phủ của nước Hàn. Hàn Vương Tín vội vàng phát tín hiệu cầu cứu về kinh sư, mặt khác lại cho người đàm phán với Hung Nô để trì hoãn thế tiến công của quân địch. Không ngờ rằng hành động đàm phán này của Hàn Vương Tín bị chính quyền trung ương cho là phản chắc. Lưu Bang không những không phái viện binh mà còn cử sứ giả tới nghiêm khắc trách cứ Tín. Bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chịu cảnh vây khốn tới 9 tháng, Hàn Vương Tín đành phải đầu hàng Hung Nô. Cùng tên Hàn Tín cũng là những danh tướng nổi danh thời Tần Mạt Hán Hưng, thế nhưng hai vị tướng này đều bị Lưu Bang phụ bạc. Có lẽ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong lịch sử. Giáng cấp chiến thần Hàn Tín, Lưu Bang mất đi một vị tướng tài năng xuất chúng. Tiếp tục nghi kỵ Hàn Vương Tín, Hán Cao Tổ lại phải chứng kiến vùng đất chư hầu của mình rơi vào tay giặc. Sau khi chiếm được nước Hàn, quân Hung Nô nhanh chóng tiến tới uy hiếp Tấn Dương. Năm 200 trước công nguyên, đứng trước tình thế khẩn cấp, Lưu Bang ngay lập tức phát động cuộc chiến với dân tộc Hung Nô. Điều đáng nói là ngay cả khi đối mặt với kẻ thù hung hãn như vậy, Lưu Bang vẫn cố chấp không dùng Hàn Tín mà liều lĩnh ngự giá thân chinh. Một người khi nắm trong tay quyền lực càng lớn, lòng tự tin sẽ càng lúc càng lên cao, tính tình cũng dần dần trở nên kiêu ngạo. Hơn nữa, Lưu Bang thân làm hoàng đế, đương nhiên không thể nằm ngoài quy luật tâm lý này. Lại nói tới chuyện đánh Hung Nô, sau khi thành lập bộ chỉ huy tại Tấn Dương, Hán Cao Tổ phái trinh sát đi thăm dò lực lượng quân địch. Người thứ nhất sau khi trở về liền báo cáo rằng
Hung nô chỉ toàn kẻ già nua, người ốm yếu, binh lực yếu ớt, chắc chắn không chịu nổi một lần công kích. Cảm thấy hoài nghi về kết quả này, Lưu Bang tiếp tục phái Lưu Kính đi do thám. Khi trở về, Lưu Kính khẳng định, hai quân đối địch nào có chuyện một bên vô duyên vô cớ tỏ ra yếu thế. Đây chắc chắn là kế dụ binh của người Hung nô. Thế nhưng Lưu Bang không những không nghe mà còn nổi trận lôi đình, tống giam Kính tại Quảng Võ, sau đó tự mình dẫn 32 vạn quân tới Bành Thành, nay thuộc Đại Đồng, Sơn Đông. Không ngờ tình hình quả đúng như Lưu Kính dự đoán, quân Hung nô dẫn binh chủ lực lên tới 40 vạn người, vũ khí sáng ngời, khí thế bừng bừng tới để nghênh chiến. Biết được tin Hoàng đế Hán Triều đã lên núi Bạch Đăng, quân địch tiến tới bao vây tứ phía, Lưu Bang lúc này quả thật khóc không ra nước mắt. Sau nhiều lần giao chiến, hai bên dù tổn thất rất nhiều, thế nhưng vẫn liên tục ở thế giằng co. Quân Hung nô tuy giỏi dã chiến nhưng kém phòng thủ, mà Hán Triều lại nắm vững kỹ thuật phòng bị. Vì vậy, tuy rằng bị bao vây nhưng Lưu Bang vẫn may mắn chưa bị Hung nô làm thịt. Bị bao vây tới 7 ngày, 7 đêm, Lưu Bang lúc này cũng không tránh khỏi lo sợ. May thay, nhờ có kế sách đánh vào lòng người của Trần Bình, Hán Cao Tổ mới may mắn thoát nạn. Tuy thoát được một kiếp nạn, nhưng sự kiện bị vây khốn lần này vẫn mãi trở thành một nỗi xấu hổ trong cuộc đời cầm quân của Hán Cao Tổ. Đánh giá về sự kiện này, nhiều người khẳng định nếu để Hàn Tín thay thế Lưu Bang trong việc cầm quân, nỗi nhục bị vây khốn ở Bạch Đăng Sơn chắc chắn không thể xảy ra. Chỉ tiếc rằng lúc đó Hàn Tín đã bị cách chức làm Hoài Âm Hầu, bị tước đoạt binh quyền, chịu giam lỏng như một tù nhân. Vậy mới thấy Lưu Bang không trọng dụng chiến thần Hàn Tín, quả thực chẳng khác nào phế đi cánh tay đắc lực của mình. Sau Lưu Bang, Trung Nguyên Chương cũng được đánh giá là một điển hình trong số những hoàng đế khai quốc giết công thần, dù công trạng của ông đối với xã tắc Minh Triều khi đó là không thể phủ nhận. Oan tình của những vị công thần này mặc dù không giống nhau, thế nhưng những kết thúc bi kịch của họ lại khiến cho hậu thế phần nào hiểu thêm về chốn quan trường đẫm máu của Trung Hoa xưa kia. Trong số 34 đại công thần được Trung Nguyên Chương phong tước công, hầu, chỉ có duy nhất hai nhân vật là may mắn thoát chết. Số còn lại đều bị đoạt mạng bởi một lời nguyền đẫm máu. Trong số những hoàng đế khai quốc của lịch sử Trung Hoa, Trung Nguyên Chương là một vị quân chủ có xuất phát điểm tương đối thiệt thòi. Thế nhưng dù có xuất thân từ tầng lớp bần nông và thậm chí đã từng có giai đoạn làm hòa thượng và đi khất thực, vị hoàng đế khai sáng cơ nghiệp Minh Triều ấy vẫn được xem là một vị quân chủ vĩ đại của Trung Quốc. Tuy nhiên, mặc dù đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử, tên tuổi của vị vua ấy vẫn có một vết đen ngàn đời khó gột rửa. Và cũng chính nét bút hồng trong cuộc đời của Trung Nguyên Chương năm xưa đã trở thành lời nguyền đẫm máu, đoạt mạng hàng chục khai quốc công thần thời bấy giờ. Trên phương diện trị quốc, có ý kiến cho rằng Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương là một hoàng đế có phần hà khắc khi áp dụng những hình thức xử phạt tàn bạo, không kém so với Tuần Thủy Hoàng năm xưa. Thế nhưng ở vào thời điểm mới gây dựng Minh Triều, ông lại rất mực hậu đãi cho những chiến tướng đã từng vào sinh ra tử vì mình. Năm 1370, Trung Nguyên Chương tiến hành luận công ban thưởng và phong chức tước cho các đại thần. Nếu đánh giá cấp bậc tước vị thời bấy giờ thì tước công và tước hầu là cao quý hơn cả. Trong số những đại quan được ban thưởng khi đó, có 6 người được phong tước công, bao gồm Lý Thiện Trường, Từ Đạt, Thường Mậu, con trai của Thường Ngộ Xuân, Lý Văn Trung, Phùng Thắng, Đặng Dũ. Những người này là các khai quốc công thần có công lớn nhất, có thể được ví như tinh anh trong số tinh anh và đều là bậc anh hùng dũng sĩ có tài năng vô cùng xuất chúng. Song song với đó, 28 vị đại tướng quân cũng được nhà vua phong tước hầu, có thể kể tới một số tên tuổi như Thang Hòa, Cảnh Bính Văn, Chu Lượng Tổ. Như vậy, ở vào thời điểm lúc bấy giờ, Minh Triều có tổng cộng 34 khai quốc công thần được phong tước công hầu và rất được triều đình khoản đãi. Việc nhà vua ban cho họ quan cao lộc dày cũng được xem là xứng đáng bởi các nhân vật nói trên đều là những người từng vì Trung Nguyên Chương mà vào sinh ra tử, đánh đông dẹp bắc, hy sinh cả cuộc đời để giúp Đại Minh có được thiên hạ. Không chỉ dừng lại ở việc ban cho chức tước, Minh Thái Tổ còn tặng cho gia tộc của các vị công thần ấy vô số điền sản. Những chức vụ cao cấp nhất trong triều đình lúc bấy giờ cũng đều về tay các khai quốc công thần.
Trong số đó, những người nắm quyền cao hơn cả phải kể tới Lý Thiện Trường với chức Tả Thừa Tướng, Từ Đạt là Hữu Thừa Tướng. Lý Văn Trung được phong Đại Đô Đốc, chức quan đứng đầu trong hàng ngũ quân đội triều đình. Thế nhưng sự hậu đãi của Trung Nguyên Chương không chỉ dừng lại ở bổng lộc hay chức tước, ông còn dành cho họ một thứ đặc quyền, đặc lợi mà các quan lại trước đó có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Bấy giờ, Minh Thái Tổ đã phá lệ ban cho các khai quốc công thần của mình một thứ thần vật được gọi là thiết khoán. Thứ thần vật này thậm chí còn có giá trị gấp nhiều lần so với Thượng Phương Bảo Kiếm hay Kim Bài Miễn Tử. Chỉ cần có trong tay thiết khoán, bản thân các vị đại thần cùng con cháu của họ, dù có phạm tội nặng tới đâu, cũng sẽ được miễn tử tới mấy lần. Thế nhưng vào thời điểm ấy, không ai trong số những khai quốc công thần này có thể lường trước được rằng việc nắm trong tay thần vật thiết khoán lại chính là khởi đầu cho những bi kịch chết chóc sắp đón chờ họ ở phía trước. Kể từ khi được ban thiết khoán, không ít người trong số các đại thần bấy giờ đã trở nên tha hóa, biến chất. Thậm chí, ngay tới con cháu của họ cũng ỷ vào thứ thần vật miễn tử này mà càng lúc càng trở nên coi thường vương pháp. Ỷ vào sự hậu đãi của nhà vua, nhiều đại thần và con cháu của họ đã phạm phải không ít các đại tội như áp bức bách tính, chiếm đoạt đất đai, buôn lậu, trốn thuế, cưỡng bức phụ nữ, tham ô, nhận hối lộ. Và sự thực là những công thần ấy đã bỏ ngoài tai một đạo lý muôn đời chưa bao giờ sai, gần vua như gần hổ. Chứng kiến những thuộc hạ vào sinh ra tử của mình càng lúc càng coi nhẹ hoàng quyền, Trung Nguyên Chương đã coi họ là thế lực uy hiếp tới sự ổn định lâu dài của vương triều mà mình mới thành lập. Và đây cũng là nguyên nhân khiến vị hoàng đế ấy đã quyết tâm đại khai sát giới và thay máu nội bộ triều đình. Sau khi Minh Triều thành lập không lâu, hàng chục khai quốc công thần dưới trướng Minh Thành Tổ đã dần bị vị vua này thanh trừng một cách thẳng tay. Và điều đáng nói là đa số họ đều bị quy vào hai tội danh rất khuôn mẫu. Một là mưu phản, hai là chịu án liên đới. Một người phạm tội, cả nhà vạ lây. Những người bị Trung Nguyên Chương khai tử đầu tiên phải kể tới Đức Khánh Hầu Liêu Vĩnh Trung và cha con Vĩnh Hầu Gia Chu Lượng Tổ. Liêu Vĩnh Trung bị xử tử vào năm 1375 vì mặc quần áo có thêu hình long phụng, vốn là họa tiết trang trí dành riêng cho hoàng đế. Từ đó bị khép vào tội có dã tâm xoán ngôi đoạt vị. Cha con Vĩnh Hầu Gia Chu Lượng Tổ cũng bị đánh bằng roi cho tới chết vào năm 1380. Nguyên nhân là bởi Chu Lượng Tổ lạm sát thuộc hạ, nhận hối lộ của Phú Thương. Cả hai bị khép vào tội ngạo mạn, vô lễ. Tiếp nối cho những màn thanh trừng đẫm máu nói trên là vụ án Lâm Xuyên Hầu Hồ Mỹ bị xử tử vào năm 1384. Sau đó là Chu Văn Trinh, cháu ruột của nhà vua, cũng bị sát hại vì cưỡng bức phụ nữ và dám dùng họa tiết long phượng trang trí trong phòng ngủ. Đặc biệt, Minh Thái Tổ còn tạo nên những vụ án để càn quét triệt để các văn thần võ tướng bị cho vào tầm ngắm. Trong đó nổi bật là vụ đại án của tể tướng Hồ Duy Dung vào năm 1380 và vụ án Lương Quốc Công Lam Ngọc vào năm 1393. Nếu những quan lại nói trên ít nhiều đều có tật xấu nên mới bị trừ khử, thì số ít các công thần có phẩm chất và lòng tận tâm báo quốc cũng không thoát khỏi lời nguyền đoạt mạng. Bằng chứng là một vị quan đức độ và thẳng thắn như Tào Quốc Công Lý Văn Trung cũng khó tránh khỏi kết cục chết chóc. Lý Văn Trung vốn là cháu ngoại Trung Nguyên Chương, từng nhiều lần Nam chinh Bắc chiến và lập không ít chiến công bất hủ. Ông được đánh giá là người văn võ song toàn, lại được giao đảm nhiệm chức Đại Đô Đốc và nắm quyền lãnh đạo quân đội tối cao. Thế nhưng chỉ vì phê bình hoàng đế lệ thuộc vào hoạn quan và đối xử với quan lại quá mức hòa khắc, Lý Văn Trung đã bị Trung Nguyên Chương đầu độc đến chết. Lý do chỉ đơn giản là vì ông thân cận nho sinh, lễ hiền hạ sĩ. Một trường hợp công thần chết oan uổng khác dưới thời Minh Thái Tổ phải kể tới vợ chồng của tể tướng Từ Đạt. Sinh thời, Từ Đạt có thể ví như đệ nhất khai quốc công thần của Đại Minh. Ông vốn là người trung hậu, lễ nghĩa, lại thân thiết với Trung Nguyên Chương từ lúc còn nhỏ. Một trong những điểm mà nhà vua đã từng rất vừa ý ở Từ Đạt đó chính là sự nhát gan của vị quan này. Năm xưa, vợ của Từ Đạt vì không được lòng hoàng đế nên đã bị xử tội chết vì câu nói bị cho là phản nghịch. Vị tể tướng họ Từ này dù biết nhưng cũng không dám thể hiện ra nửa điểm oán thán. Sau này, Từ Thừa Tướng mắc phải bệnh lạ và phải tuyệt đối kiêng thịt ngỗng.
Thế nhưng hoàng đế lại cố tình ban thưởng cho ông một con ngỗng quay và buộc ông ăn hết. Tử Đạt bấy giờ đã biết hành động của nhà vua cũng giống như chuyện Tào Tháo giết Tuân Úc năm nào, vì vậy liền uống thuốc độc tự sát. Có giai thoại thì truyền lại rằng vì buộc phải ăn món thịt ngỗng vua ban nên bệnh tình của ông trở nặng và qua đời không lâu sau đó ở tuổi 54. Cứ như vậy, đa số những khai quốc công thần còn lại cũng có kết cục không khác so với những đại thần nói trên là bao. Đặc biệt là từ sau năm 1392, trước cái chết của Thái tử, Chu Nguyên Chương càng lúc càng trở nên đa nghi và hám sát. Ngay trong năm ấy, ông đã thanh trừng cha con đại thần Chu Đức Hưng vì có liên quan tới đại án của Hồ Duy Dung khi xưa. Năm 1394, Phó Hữu Đức tự sát, toàn bộ thân nhân của vị quan này bị đày đến Liêu Đông và Vân Nam. Sau đó 3 tháng, đại thần Vương Bật cũng bị giết. Đến năm 1395, Chu Nguyên Chương tiếp tục mượn cớ để thanh trừng Tống Quốc Công Phùng Thắng. Như vậy, trong số 34 khai quốc công thần được phong công, phong hầu, có xấp xỉ trên dưới 30 người bị vong mạng, số ít trong đó còn phải chịu thảm án diệt môn. Đánh giá về sự nghiệp của Chu Nguyên Chương, sử gia Triệu Dực đời nhà Thanh đã từng nhận định: Thái tổ nhờ vào công thần mà có được thiên hạ, sau khi việc đã thành thì lại giết hại những người đã giúp mình lấy thiên hạ. Luận về tàn nhẫn thì thiên cổ chẳng ai sánh bằng. Chính lời nguyền đoạt mạng hàng chục khai quốc công thần như trên đã trở thành một nét bút hỏng trong cuộc đời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương và khiến tên tuổi của ông bị gắn với những tính từ tiêu cực như hám sát, tàn bạo. Các bạn khán giả của Lịch sử Trung Quốc có suy ngẫm gì về vị hoàng đế Minh Triều này cũng như Hán Cao Tổ Lưu Bang của Hán Triều? Hãy bày tỏ bằng cách để lại bình luận bên dưới video này và đừng quên đón xem chương trình mỗi ngày để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!